Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay đã là ngày 25 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Thông thường những ngày này hàng năm thì dòng họ Đặng Hữu, thôn Thọ Vực, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội lại dỗ tổ để tưởng nhớ tổ tiên, xa hơn nữa là tưởng nhớ ơn trời Phật, tổ tiên đã cho con cháu nói riêng cũng như là mọi người nói chung có cuộc sống an lành, mạnh khỏe. Hôm nay Minh Cương mời quý vị và các bạn cùng Minh Cương xuống nhà anh chị là thờ tổ Đặng Hữu ở xóm Hoàng Phan Thụ. Quý vị và các bạn nhìn phía sau cũng là có những bông hoa đào nở rất là tuyệt đẹp, cũng là cái nét xuân sang. Cái đào của nhà Minh Cương thì là vẫn còn hoa của mùa xuân. Xin kính chúc quý vị và các bạn có thật là nhiều sức khỏe, gia đình thì được an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn quý vị. Kim ngân phù tỉ,
cơm canh chay lễ mỏng tâm thành cung dâng lên đời một kính thỉnh cao cao tầng tổ khảo đệ nhất đại đặc quý công quý hoàng phủ quân thần vị tiền cao cao tổ tỷ đệ nhất đại đặc công chính thất Nguyễn Thị Hằng nhất hiệu diệu vệ vị nhũ nhẫn thần vị tiền đời hai cung thỉnh cao tầng tổ khảo đệ đại đặc quý công quý hữu thiệu quân thần vị tiền cao tầng tổ tỷ đệ nhất đại đặc công chính thất đặc thị dậy phu nhân đặng hữu tông đặng hữu chiến thủy nhân thần vị tiền đời ba cung thỉnh cao tầng tổ khảo đệ nam đại đặng quý công nhuệ phủ quân thần vị tiền cao tầng tổ tỷ đệ tam đại đặng công chính thất đặng hữu thiệu quý thần vị tiền lại cung thỉnh đệ tứ đại đệ ngũ đại đệ lục đại đệ thất đại thuộc dòng tổng họ đặng lai đoá đàn trung âm hưởng kính cáo các ngài bản gia đồng chủ mệnh táo phủ thần quân bản gia tiền thành sư bản tiền thổ công được ngũ tử tôn thần cai quản trong khu vực đồng lại thượng hưởng chứng giám nghĩ rằng cây có cội nước có nguồn nên người phải nhớ lên nguồn tất các cháu con đều một gốc mà nên phải nghĩ câu báo đền tiên tổ đó là cây có gốc mới có cành xanh lá nước có nguồn mới biển cả sông ta nguồn gốc từ đâu tổ tiên có trước ân sâu có mình nhân ngày dỗ tổ tôn ninh lễ bạc lòng thành những mong đường tổ công tiền công tổ tiên cao biển rộng phận cháu con phải cúng phải thờ toàn họ nguyện tiếp lối nghiệp tổ tông truyền lại dạy cháu mãi mãi noi theo mở lòng nhân trồng cây đức nhà vững bền muôn thuở kính cẩn tổ tiên chuẩn tự tôi xem những cái bản người ta làm hay lắm nhưng mình tớ lại chưa làm tôi nghĩ là phải lên làm được như thế thì buổi tế đấy nó mới long trọng đấy thân xếp con the rồi dâng hương dâng hoa dâng rượu tế chủ làm những bài bản như thần phụ thì tôi nghĩ là làm được như thế thì tốt tôi ý nguyện là như thế nhưng phải tập thành làm đấy buổi trước tế lễ long trọng làm như thế đấy là ý nguyện tôi thế thì năm nay cũng muốn đưa ra như thế. Thế còn bây giờ thì năm nay thì nói thật đấy cả nhà là do cái dịch thế thì mình cũng chỉ thống nhất với nhau là để phụ tỉ với các cụ thôi, các cụ thương các con các cháu thì rồi phụ
phù hộ cho toàn bộ dòng tộc chúng ta là mạnh khỏe, thế rồi làm ăn thì gặp nhiều cái may mắn, thế là cái tâm niệm các cụ thương con cháu. Thế thì thực ra là cái buổi tế lễ thì do cái dịch đã nên là cũng vắng, nhiều con cháu không thể về được. Thế thì hôm nay về thì có cái buổi qua xin phép các cụ rồi thì thông báo để cho các chị biết về cái tinh thần nội dung như thế. Thế thì cái ngày tế lễ hàng năm như thế thì cứ đúng ngày 25 thôi, không được ai nói chung là nhớ để mà về phương các cụ tế lễ đúng cái ngày nhớ đến tổ tiên. Nội dung chương trình hôm nay nó chỉ là thế, thế còn các cái công việc ở nhà do ban thường trực về kinh phí, về kinh tế các thứ thì nói chung cái buổi tế lễ này thì tôi ta cứ tế lễ để các cụ thụ xong rồi chúng ta thừa hưởng lộc thụ lộc món nào thế. Thế còn về kinh tế thì do ban thường trực cứ việc làm, không phải lo gì cái việc đồng bố hay ABC thì cái việc ban thường trực 4-5 người làm cái việc ý, cho nó khỏi công bố công việc nó cần thiết những cái việc của chi phí sao cho cái hợp lý. Thế còn công bố cái việc mà những cháu nào mà nó công tiến tiếp thì mình công bố thôi, còn cái việc mà kinh phí chi các thì ban nhà là chứ không phải công bố thì theo tôi nghĩ thì đúng rồi. Thế thì nó hay hơn là nó phức tạp thì cái việc thế thì có cháu nào mà công tiến về gia tiên gia tộc cháu Vinh sẽ công bố cái việc đấy. Thế thôi thì còn kinh phí chi phí các thứ thì hàng năm như nào đấy thì ban thường trực làm xong rồi cái buổi họp cuối năm công bố cái ngày 20 hàng năm để họp để chuẩn bị đi cho cái chu bị thì là mình chu bị tuần này. Thế còn các cháu nào cung kiến cái gì ví dụ thế thôi để cho trong họp biết động viên tinh thần thế. Báo cáo trên cộng với bà với các chú thím đến nay nhân ngày giỗ tổ ngày 25 tháng 1 năm 2022 thì qua đài công an thì cháu cũng chính là toàn và thay mặt thường trực vừa qua rồi là ở nhà cũng ra ban thường trực làm tất cả các như là hôm qua hồ tiếu đi tảo mộ tiết mục thanh binh thì cũng là làm rồi. Thì còn vừa rồi là ơn cho tổ ấm cũng như là họ nhà ta vừa rồi cũng là được khỏe mạnh. Trèo hai mỗi ngày quê hương là đường đi học con về rợp bướm bao bay quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đầu quê hương là con đò nhỏ êm đềm cua nước ven sông quê hương là cô trẻ nhỏ mẹ về non lá nghiêng che quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rủ trắng hoài đêm quê hương là cô trẻ nhỏ thank you.
kế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về rớp bướm bay.